Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam nha anh chị các bạn. Cũng như là cập nhật cho anh chị các bạn mình những dòng xe trong cửa hàng nha anh chị ha. Xe tay ga, xe số, côn tay, đủ loại luôn nha anh chị các bạn ơi. Rất là nhiều xe nha. Cửa hàng ở địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Và sau đây mình cùng với anh chủ cửa hàng như là anh Thắng để cập nhật cho anh chị các bạn mình những dòng xe nè. Cửa hàng thì cũng có hỗ trợ trả góp và ship xe ở xa ha. Những dòng xe mà dưới 40 triệu á, anh em mà nếu mà trả góp á, mình không cần trả tiền trước luôn cũng được luôn nha anh chị các bạn ha. Có thắt nè. 350i cũng có luôn, xe mới luôn. 150 này, 125 đều có đủ hết. Hello cả nhà. Lại là về xe. Hôm nay em với Mỹ lại tiếp tục giới thiệu các dòng xe bên cửa hàng tất cả ở đây cho quý anh chị em mình nhá. Thì kỳ này bên em về rất nhiều xe, và đặc biệt xe SH về rất nhiều mà giá là rất là rẻ luôn. Thế anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe cần hỗ trợ trả góp thì hiện tại bên em đang đồng hành cùng ba ngân hàng. Anh chị em tới chỉ cần cầm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân nhé. Ngân hàng hỗ trợ từ 5 đến 70 triệu như tùy theo gói. Thì anh chị em biết rõ hơn thì cứ nhắn tin qua Zalo giúp em hoặc alo đến điện số điện thoại là 0923718 hoặc 05878 và ngũ vi 9 là 5 số 9 nhé. Và bên em có bán online cho anh chị em mình ở xa mà không tới được, không có điều kiện tới ở ví dụ như miền Trung, miền Bắc. Những ví dụ như con xe như này, anh chị em xem được video thì chụp màn hình lại gửi qua cho em sẽ báo giá chi tiết hơn. Anh chị em mình thấy ok chốt cho em thì đặt cọc cho em sẽ gửi xe về. Và đặt cọc như thế nào để cho nó đảm bảo an toàn, không gây thiệt hại đến quý anh chị em mình thì cứ gọi trực tiếp qua Zalo giúp em xác minh hình ảnh hoặc xác minh hình ảnh em và hình ảnh xe luôn nhé, để cho nó tiện. Và số tài khoản của em là cùng với số điện thoại của em. Còn ngoài ra thì không có đúng đâu nhá. Vâng. Bắt đầu mình gặp nhật lâu tay ga lên anh. Ok. Ở trong về ga ở ngoài này giờ vô luôn đi anh ơi. Hay sao? Cập nhật lâu tay ga. Tay ga đi anh. Đấy. Bắt đầu từ đâu? Đây. Nói chung là tay ga thì rất là nhiều. Kỳ này rất là nhiều luôn. Đủ dòng luôn. Thôi đi vào trong này đi. Cập nhật mấy cái xe rẻ rẻ này. Dạ. Yeah. Công tay nè anh chị các bạn, Winner X nè, rất là nhiều Winner X luôn nha. Có Sonic, Sachia cũng còn mấy chiếc à. F135 cũng có luôn nè. Rồi đây, xe tay ga rẻ là có AB đầu bò. Vừa rồi anh chị em cứ hỏi AB đầu bò thì ở đây có, nó còn đây ạ, còn một chiếc đây. Con này là 13.900.000 nhá. 13.900.000. Ok, máy móc rất chi là ok luôn ạ. Đó. Và kế bên đây là có một con AB đời 2015. Con này là 21.900.000, màu đen vàng đồng. Và rồi sang đây là Liberty. Liberty thì rất là rẻ thôi, như con này 13.900.000 được giảm 2 triệu là còn 11.900.000, biển số 37 đời 2011, phun xăng điện tử. Và con bên đây là đời 2012, 11.900.000 luôn, biển số 79 Nha Trang. Đó. Và ở đây có một con Lít đời 2015, chỉ 23.900.000 thôi. Còn Novo 5 thì bên cửa hàng còn 3 chiếc thôi. Giá của nó là 11.900.000 một chiếc, đồng giá luôn. Và sang đây còn một chiếc Novo 6. Alo. Hết bình. Đúng rồi. Winner X hiện tại bên cửa hàng còn rất là nhiều. Novo 6 này thì 15.900.000 mà giảm thôi, giờ còn 13 triệu thôi nhá, xả lỗ luôn. Vâng, còn nhiều lắm, mình có nhu cầu mình cứ tới cửa hàng đi ạ. Con này sáng nay mình cặp luôn. Có nhá, cầm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Về luôn. Jupiter. Con được. Này FA chưa anh? Con này chưa. Con này chưa FA à? Được, ok, được, rồi, ok rồi. Rồi. Đúng rồi. Trả góp qua ngân hàng, vậy nhá. Thì cứ cầm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới nhá. Rồi, con này là con biển số 47 cả nhà nhá. Thì con này em đổi của khách. Này. Mình đang quay video mà bạn ơi nói đang nói chuyện với khách luôn. Có nhá. Rồi con này thì giá bên cửa hàng bán là 7 triệu.
nó hơi áo nó hơi xuống nhưng mà máy móc nó êm. 7 triệu các bạn ơi. Có 7 triệu thôi. Đây là con AB đà bò này sao anh? Con đấy khách chốt rồi. Rồi ok. Đây mình ra mình cập nhật Lotte ga nha các bạn mình ha. Này Winner X nè. Đủ các màu sắc luôn, các phiên bản đủ luôn. Phanh đĩa thường ABS rồi, cũng có nói về tay ga, nói về tay ga thì cái dòng Vario thì lúc nào cũng hot và giá kỳ này rất là ok luôn. Ví dụ như là Vario con này biển số 61 45.900.000 này. Đó. Và con bên đây là 46.900.000 là đời 2020 này. Biển số 60 Đồng Nai này. 150 nha anh chị các bạn. Đúng rồi, cái ở đây thì còn nguyên 150 thôi, không còn 125 nhá. Dạ. Rồi tiếp theo là biển số 60 45.900.000 này. Rồi. 46.900.000 đời 2020 này. Đó. Con này được giảm 1.900.000 là còn có 45.000.000 này. Và ở đây 150 43.900.000 biển số 60 luôn. Con này là biển số 84 45.900.000 cũng được giảm 1.900.000 cho một xe luôn. Đó. Rồi, tiếp theo lên trên đây này có AB nha các bạn. AB. AB thì có AB từ 2150 2021-22 thì bắt đầu ở đây là con này là 2019 giá là 33.900.000 biển số 62 biển số 62 33.900.000 đó. Con này là khóa smart key rồi cả nhà nhé, khóa smart key rồi con bình em. Nó hết xăng rồi. Tiếp theo sang đây màu đen nhám. Màu đen nhám này cũng 33.900.000 luôn. 33.900.000 biển số 63. Và sang đây là 28.900.000 biển số 37 đời 2017. 40.900.000 mà con này được giảm 2.000.000 là còn có 38.900.000 biển số 47. Rồi, con này là 48.900.000 150 đời 2020 được giảm 1.900.000 là còn 47.000.000 nhá. Rồi lên phía trên là tới mẫu SH. Qua đây còn con Vario. Biển số 84. Con này thì rất đẹp luôn. Con này được lên khá đồ chơi. Đèn gương cầu này. Rồi trợ lực lái này. Và ốc titan hết này. Đó. Máy móc thì zin nhá. Xe rất là đẹp. Giá là 46.900.000 biển số 84 46.900.000. Và rồi sang đến đây là có một con SH Mod đời 2022 phiên bản màu xám xi măng thắng ABS. Thì phiên bản cao cấp nhất này bên cửa hàng em bán là 79.900.000, xe ơ đo 2000 cây nhá. Màu xám xi măng rất là hot nhất hiện nay này các bạn. Rồi trong đây là còn một con này là con biển số thành phố 29.900.000. Con này là con Amok nhá. Thì con này là bên cửa hàng là đang giảm 3.000.000 là còn có 26.900.000 thôi. Đó. Máy móc thì êm ngon. Rồi sang đây là SH, mẫu SH Ý 150i nhập khẩu. Con này là 55.900.000 được giảm 2.000.000, con này biển số 93 màu cà phê. Và màu xanh đây cũng đồng giá luôn, biển số 70 55.900.000 và cũng được giảm giá luôn. Đó, đó là một cặp SH Ý. Xe máy móc rất là ngon luôn. Bao chạy luôn các bạn. Bao chạy. Tiếp theo lên trên đây. Rồi, lên đến đây là phần SH. SH thì bao la luôn các bạn. Còn rất là nhiều. Màu đen 2018 giá là 72.900.000 cho phiên bản 125. 72.900.000. Biển số 88. Rồi sang đến đây là con này là biển số 60 Đồng Nai 150 ABS đời 2018 giá là 86.900.000 màu đen 150 ABS máy móc zin hết cả nhà nhé. Rồi sang đây là biển số 86 à quên xin lỗi biển số 59 giá 86.900.000 là 150 luôn. Cái này được giảm 2.000.000. Rồi tiếp theo sang đây là biển số 61D màu xanh đời 2018 là 150, con này là 83.900.000. Xe rất là đẹp, anh chị em mình chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Alo. Rồi tiếp theo con này biển số 17, con này là đời 2018
nghe đây, 150 ABS 86.900. Nghe đây anh ơi. Đó. Thông tin xe có ghi trên đây nè các bạn. 150 ABS ha. Em mới bán rồi anh ơi. Còn vài ô dạ vài ô mà đi 80 cây đấy bán này. Mới bán xong. Dạ. Rồi con đây là con đang bao hồ sơ. Đang rút hồ sơ nhá. Dạ em xin phép em đang quay dở cái video anh nhé. Con này là 150 2015 màu đỏ. Con này chất xe rất là đẹp luôn, máy móc thì chỗ cực chất. Màu đỏ rất là đẹp, đỏ đô. Giá là 68.900. Đó. Và rồi ra con màu trắng led 2 khoang này, con này là 125. Đời 2018 76.900, biển số 76. Đó. Cái xe thì nó còn mới tinh. Rồi, lên trên này các bạn. Đây. Rồi, giới thiệu từ đây vào đi. 62.900 là mình đã có một chiếc SH Mod đời 2014. Con này là 125 nhá cả nhà nhá. Biển số là 343455, biển số rất là đẹp, 62.900 thôi. Đó. Lấy tí cà na lau bỏ cái này đi này. Lau mấy cái chỗ mà nó nhìn nó bám dơ dơ. Tiếp theo thì rồi. Đây là con áo ý nè, lên áo ý ha. Con này full áo ý luôn, 86.900, biển số 59. Con này full nguyên con ý chính hãng. Từ 2018. Đời 2018 150. 2018 giá là 86.900, biển số Sài Gòn nhá. Rồi sang đến đây là một con cũng đang rút hồ sơ, đời 2015, 63.900. 63.900. Con này là 2016 à? 2015. Rồi con này là 63.900. Rồi tiếp theo sang đây là con này là biển số 61. Biển số rất là đẹp luôn. 688889. Đó. Đời 2018 74.900 là led 2 tầng nhá. Rồi sang đến đây là con biển số 61D1 luôn. 82.900 là phiên bản 150. Đó, đời 2018 luôn. Rồi, tiếp tục sang đây, biển số 83 125, đời 2018 76.900 luôn. Biển số cũng là 19829, biển số cũng rất là đẹp. Đó. Nghe anh chị em ạ. Rồi sang đây là một con biển số 60 Đồng Nai, 59.900 là 125. Đó, 125. Biển số 60 Đồng Nai nhé. Rồi ok. Lên phía trên này cũng còn SH mẫu mới nè các bạn. Đó, mẫu đời mới luôn. Đây là con 350i nè. 350i mà giá bây giờ chỉ còn có 159.000 thôi cả nhà ơi. Xe mới ạ. 159.000 xe mới nhé. Xe mới rồi thì chả phải tả đâu. Rồi. Màu đen nhám. Rồi màu đen bóng là 150i, biển số 72. 96.900 thôi là đã có một SH là 150. Con này ơ đo có 1000 cây này cả nhà này. Đời 2021. Còn khá là kê. 21 luôn. 22 thì nó cũng như nhau thôi. Không có gì đâu. Quá mới luôn em nhé. Rồi sang đến đây là một con cũng full là áo ý, 65.000, biển số 77 Bình Định. Đời 2015, biển số 77 Bình Định nhá. 65.000. Đó. Con xe này rồi tiếp theo sang đây con màu trắng là 125, mẫu 2022, 83.900. 83.900 cả nhà, bao hồ sơ. Rồi. Rồi tiếp theo sang đây. 150i ABS 102.900. Đời 2022 đã có sẵn con này đang chuẩn bị rút hồ sơ. Rồi tiếp theo sang đây là con này là con biển số con này cũng có hồ sơ sẵn rồi. Có hồ sơ sẵn rồi cả nhà nhá. 102.000 nhá. Quá mới luôn nha các bạn. Đó, mẫu mới thì đèn được tích hợp dưới này nữa các bạn. Lau này tí nữa lau bỏ mặt này nhé. Ok đúng không các bạn ơi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sang khu vực bên kia. Còn những dòng xe như là Vespa ở bên kia kìa, có cả vi sành luôn. Báo cho anh chị các bạn mình luôn ha. Đây.
trong khi xe mà mình cần mua dòng xe gì mình xem chưa rõ, mình có thể chụp màn hình tua lại, chụp màn hình và gửi qua Zalo giúp em nha. À, em sẽ có video và ảnh chi tiết cho anh chị mình xem xe nó lại cho rõ hơn ha. Ừ. Đây, mình phía bên này nè các bạn. Bên đây còn rất là nhiều. Ví dụ như là Center nè, Winner, V1 nè. Đó. Center rất là nhiều. Đấy, nói về tay ga thì bên cửa hàng vẫn còn mấy dòng như là Vision, Lead và Vespa. Thì Vision mẫu 20, bây giờ bên cửa hàng còn mẫu 2020 như con màu đen bóng này. Nó giá là 33.900 này. 33.900 này. Khóa Smart Key này. Và con màu trắng này cũng 33.900 luôn, khóa Smart Key luôn. Và con màu xanh rêu bên đây cũng đồng giá luôn. Nói chung là ba con này là đồng giá hết, 33.900 hết nhé cả nhà nhé. Ba màu luôn nha. Ba màu luôn. Và con màu xanh dương bên đây thì rẻ thôi, giá là 26.900. Đời 2016. Tí này em sẽ vô trong quay biển số cho anh chị các bạn mình ha. Đó, 2016. Rồi, Vespa luôn rồi. Rồi, Vespa này là 2018, Vespa Spin. Con này là biển số 61D1. 54.900. Thắng ABS khóa CMX, thắng ABS, công nghệ ABS máy EGIS. Quên. Rồi, con đây là Vespa là 2015. Máy 3VIE nhá. Là giá là 15.900, màu trắng, biển số 48. Và kia con Lead, con Lead đời 2020. Giá là 33.900. Đấy là những cái dòng Honda Lead đấy các bạn. Cốp xe này rất là rộng nè. Đó, em sẽ vô trong em quay cái biển số cho các bạn anh chị mình luôn nè. Đó. Vespa nha. 48 và 61 nè. Vision 37 nè. 83, 60, 65. Ngoài ra thì những dòng xe cung tay thì chắc có lẽ là hàng anh chị em mình clip sau ha, cập nhật cho anh chị em mình. Đó, tại vì em cũng mới cập nhật xong hết rồi. Cái clip trước. Ok. Đó. Thì cái video này em và Mỹ sẽ giới thiệu những dòng xe tay ga thôi. Còn hẹn anh chị em ở cái clip tiếp theo. Xin chào cả nhà mình nhé. Dạ, cảm ơn anh. Đó, anh chị các bạn mình có nhu cầu mình quan tâm dòng xe nào mình xem chưa rõ, mình có thể tua lại giúp em và xem lại. Và mình chụp cái màn hình xe đó và gửi qua số điện thoại Zalo trên màn hình nè. Có ảnh video chi tiết cho anh chị mình xem xe đó lại cho rõ hơn nha. Ưng thì mình cọc xe, cửa hàng sẽ ship xe và tới nơi cho anh chị các bạn mình luôn nha. Thì video em chỉ cập nhật tới đây ha. Cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình trong những video tiếp theo.